đồng ý để quân đội đầu hàng Nga sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn. Tổng thư ký NATO bật đèn xanh cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga. Phương Tây hé lộ kịch bản chiến tranh tên lửa đáng sợ giữa Mỹ và Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Tổng tư lệnh Ukraine đồng ý để quân đội đầu hàng Nga sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn. Ông Sersky đồng ý ký lệnh ngừng bắn, cũng như các cách thức khác nhau để đạt được việc đầu hàng và thúc đẩy hòa bình. Nữ đại biểu Quốc hội Ukraine Bezulaya tiết lộ. Hãng thông tấn RIA Novosti, Nga ngày 14 tháng 7 đưa tin, bà Mariana Bezulaya, nữ đại biểu Quốc hội Ukraine, Vekhovna Rada mới đây tiết lộ. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sersky đã đồng ý với sự đầu hàng của quân đội nước này trước Nga. Một số nguồn tin đã xác nhận với tôi hai điểm cực kỳ quan trọng liên quan tới lập trường của Sersky và thân tính của anh ông ta. Ông Sersky đồng ý ký lệnh ngừng bắn cũng như các cách thức khác nhau để đạt được việc đầu hàng và thúc đẩy hòa bình. Bà Bezulaya nói, nữ nghị sĩ đồng thời gọi tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine là tội phạm và chỉ trích rằng mỗi ngày trong nhiệm kỳ của mình, ông Zelensky đều làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine. Theo bà Bezulaya, ông Zelensky đã đưa ra quyết định luân chuyển một số đơn vị bất chấp sự phản đối của các chỉ huy trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Kết quả là quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở Zezis, Torez và Novgorodskoye, New York, vùng Donetsk hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra bình luận trước phát ngôn của bà Bezulaya. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson hôm 7 tháng 7 cho biết, trong bối cảnh các lực lượng Ukraine gặp khó khăn và không thể ngăn chặn bước tiến của Nga, có vẻ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn loại bỏ ông Sersky. Theo ông Johnson, bản thân ông Sersky không phải là một chỉ huy vô song và đã đưa ra một số quyết định chiến thuật tồi tệ, ví dụ như không xây dựng các tuyến phòng thủ đầy đủ trước khi quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công trong năm nay. Ba Lan đề xuất bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine, NATO nói gì? Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định NATO kiên quyết thực hiện chính sách không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngày 15 tháng 7, trả lời báo chí, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phản đối đề xuất Ba Lan sử dụng hệ thống phòng không của nước này để bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, tuy nhiên NATO vẫn theo đuổi chính sách không tham gia vào cuộc xung đột, không trở thành một phần trong cuộc xung đột này. NATO đang giúp Ukraine phá hủy máy bay của Nga, nhưng NATO sẽ không trực tiếp tham gia. Ông nói và nhấn mạnh Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ đối phương. Ông cũng lưu ý các nước đã áp đặt các biện pháp hạn chế trong việc sử dụng vũ khí viện trợ cho Ukraine. Đồng thời, ông hoan nghênh quyết định của Mỹ cho phép sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine ở khu vực Kharkov. Trước đó vào ngày 12 tháng 7, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết nước này đang xem xét đề xuất của Ukraine về việc Ba Lan đánh chặn tên lửa của Nga bay về hướng các thành phố ở Ukraine hoặc bay vào lãnh thổ Ba Lan. Đề xuất được đưa ra thảo luận đầu tuần trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Warsaw để ký kết một thỏa thuận hợp tác an ninh giữa hai nước ông Sikorsky khẳng định một số tên lửa của Nga khai hỏa từ khu vực St. Petersburg qua Belarus rồi xâm phạm không phận Ba Lan trong khoảng 40 giây trước khi bắn trúng mục tiêu ở Ukraine. Vị bộ trưởng giải thích thêm, nếu Ba Lan chỉ bắn hạ tên lửa Nga khi đã xâm phạm không phận Ba Lan, các mảnh vỡ tên lửa sẽ đe dọa đến tính mạng người dân và tài sản trên lãnh thổ nước này. Vì thế, Ba Lan bắn hạ các tên lửa có nguy cơ xâm phạm không phận Ba Lan ngay trên lãnh thổ Ukraine có thể coi là hành động tự vệ. Song ông nhấn mạnh vẫn cần xem xét kỹ lưỡng đề xuất trên. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosinias Kamis trả lời đài phát thanh quốc gia Ba Lan Polski Radio 24 cho biết, nước này sẽ chỉ đưa ra quyết định thông qua đề xuất trên sau khi tham vấn các đồng minh NATO chứ không tự quyết định. Trước đó, Ba Lan từng nghi ngờ tên lửa hành trình phóng ra từ máy bay tầm xa của Nga đã xâm phạm vào vùng trời nước này trước khi nhắm đến mục tiêu ở Ukraine. Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến của quân đội Ba Lan, vào lúc 4 giờ 23 phút ngày 24 tháng 3, hệ thống radar quân sự đã phát hiện một tên lửa hành trình phóng ra từ máy bay tầm xa của Nga xâm phạm 2 km vào vùng trời nước này, trước khi nhắm đến mục tiêu ở Lviv, Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Gladyslow Kosiniak Kamis khi đó cho biết sẽ bắn hạ tên lửa nếu có khả năng nhắm vào các mục tiêu tại Ba Lan. Cùng ngày, ông Paweł Ronski, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan yêu cầu Nga đưa ra lời giải thích Trước nữa, ngày 29 tháng 12 năm 2023, quân đội Ba Lan cũng báo cáo một vật thể bay không xác định đã đi vào vùng trời của Ba Lan từ phía Ukraine. Các quan chức nước này sau đó khẳng định mọi dấu hiệu đều cho thấy vật thể này là tên lửa Nga. Tổng thư ký NATO bật đèn xanh cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên UNIS News ngày 14 tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết theo luật pháp quốc tế Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự nằm trên lãnh thổ Nga. Chính sách của Mỹ cấm các lực lượng của Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Washington dỡ bỏ hạn chế, đồng thời nói rằng khả năng sử dụng các vũ khí tầm xa của Mỹ như atac MS trong lãnh thổ Nga và Crimea sẽ tạo ra kết quả ngay lập tức. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Stoltenberg khẳng định Ukraine có quyền tự vệ lập trường của tôi là rõ ràng ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ nga ông stoltenberg nói Điều này được định nghĩa rõ ràng trong luật pháp quốc tế. Tổng thư ký NATO nhận định và cho rằng bởi vì đây là chiến dịch quân sự Nga bắt đầu nhằm vào Ukraine nên Kiev có quyền tự vệ và điều này bao gồm các cuộc tấn công vào lãnh thổ của bên gây hấn. Chính quyền Mỹ hồi tháng 6 đã cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga gần biên giới với Kharkov sau khi Moscow nói lại cuộc tấn công vào khu vực này. Ông Stoltenberg nhận định đây là một động thái đáng hoan nghênh của Washington. Tổng thư ký NATO cho biết, ngày càng nhiều quốc gia chấm dứt các hạn chế của họ trước các cuộc tấn công tăng cường của Nga. Tôi hoan nghênh quyết định của các nước thành viên nhằm mở ra khả năng sử dụng rộng rãi các vũ khí tấn công vào những mục tiêu này, ông Stoltenberg cho hay. Tổng thư ký NATO cũng đưa ra nhận định tương tự ngày 10 tháng 7 trong hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh ở thủ đô Washington. Mỹ vẫn chưa thông báo về bất kỳ sự thay đổi chính sách nào liên quan đến cuộc tấn công tầm xa vào Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời về việc này tại cuộc họp báo ngày 11 tháng 7 rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga không có ý nghĩa gì. Việc sử dụng vũ khí, tên lửa và đạn dược của phương Tây cung cấp cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga trước đó được coi là một lần ranh đỏ với Moscow. Nga bắt đầu thả bơm hàng không 3 tấn xuống Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một máy bay phản lực Su-34 phóng bơm lượng FAB 3.000 nặng 3 tấn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thả FAB-3000 vào vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Phi công Nga trong đoạn video khoe rằng khó có thể tưởng tượng ra một mục tiêu nào không bị phá hủy bởi một quả bom trên không có kích thước như thế này. FAB-3000 là loại bom hàng không thông thường, có sức công phá cao, thả rơi tự do, được thiết kế để tiêu diệt sinh lực ở các khu vực trống trải và hầm ngầm, khu tập kết, công sự kiên cố, sở chỉ huy, kho tàng, sân bay, bến cảng, cầu cống. Đặc điểm của bơm FAB3000 là rõ ràng, thân bơm tương đối ngắn, cánh bơm và phòng ổn định được lắp ở đuôi. Quả bơm có hình dạng phức tạp, bao gồm nhiều khối hình nón, độ dày của tấm trắng phía đầu được tăng lên để xuyên qua mặt đất. Phần nhô ra hình khuyên đặc biệt trên đầu có thể ngăn ngừa hiện tượng nảy lên của bơm khi chạm mục tiêu. Quả bơm dài khoảng 3,3m, đường kính thân 820mm, sải cánh khoảng 1m. Tổng khối lượng của quả bơm khi có ngồi nổ lên tới 3.067 kg, trong đó thân bơm nặng 1.600 kg, lượng thuốc nổ là 1.387 kg. Tùy thuộc vào thời gian sản xuất và lọt sản xuất, thuốc nổ TNT hoặc hỗn hợp dựa trên TNT được sử dụng. Bơm được lắp 3 ngồi nổ ở đầu và đuôi, có thể phát nổ trực tiếp khi tiếp xúc với mục tiêu hoặc cũng có thể đặt ở chế độ nổ chậm. Theo thông tin, loại bơm này có thể được sử dụng bởi máy bay ném bơm tầm xa TU-22M3 và một số máy bay khác. Bơm có thể được mang bên trong khoang hoặc trên các mấu treo bên ngoài. Phương Tây hé lộ kịch bản chiến tranh tên lửa đáng sợ giữa Mỹ và Nga. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Gale Nixon, sĩ quan tình báo Mỹ đã nghỉ hưu Scott Reiter cho biết, trong trường hợp trao đổi tên lửa giữa Nga và Mỹ, Moscow sẽ chiếm ưu thế nhờ vũ khí hiện đại. Nếu một cuộc chiến tên lửa nổ ra giữa Mỹ và Nga, Nga sẽ giành chiến thắng vô điều kiện bởi vì tên lửa của họ rất hiện đại. Chúng được thiết kế cho một cuộc chiến hiện đại, nhưng tất nhiên chúng tôi đang cố gắng tạo ra những loại tên lửa như vậy, chuyên gia cho biết. Theo ông, Tổ hợp công nghiệp quân sự và quân đội Mỹ không phát triển, chúng không thích ứng được với những xung đột cường độ cao sẽ xảy ra trong thế kỷ 21. Nga đã nhiều lần chỉ ra rằng không có kế hoạch gây hấn nào đối với Mỹ và các nước khác trong liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Điện Kremlin nhiều lần lưu ý ngược lại rằng có hành vi phá hoại, hung hãn và tìm cách đối đầu. Theo thư ký báo chí của tổng thống, khối này nhằm mục đích mở rộng sang không gian hậu Xô Viết và kích động xung đột gần biên giới Nga. Trong một diễn biến khác, ngày 14 tháng 7, các pháo binh của nhóm quân Bắc đã đẩy lùi cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV và dập tắt đám cháy trong tháp của xe pháo tự hành. Các pháo binh Nga thuộc nhóm quân Bắc đã kể với Sputnik rằng họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV của đối phương và dập tắt đám cháy trong tháp pháo của xe pháo tự hành khi đang di chuyển. Sau khi tháp pháo của xe pháo tự hành bốc cháy, đội ngũ đã ngay lập tức bắt đầu dập tắt đám cháy bằng các phương tiện sẵn có. Các binh sĩ đã sử dụng nước, cát và bình chữa cháy. Trong thời điểm này, đội ngũ đã phải đối mặt với nguy hiểm chết người vì trong tác pháo có đạn dược có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ukraine bất ngờ rút quân khỏi biên giới Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố xóa bỏ căng thẳng ở biên giới. Ukraine rút quân. Cơ quan truyền thông nhà nước Belta đưa tin. Theo Belta, Tổng thống Lukashenko cho biết, sau một số công việc, người Ukraine đã rút lực lượng vũ trang và quân bổ sung mà họ trước đó đã chuyển đến biên giới của chúng tôi và thường rút khỏi khu vực biên giới Belarus, Ukraine. Tình hình đã ổn định và quân đội của chúng tôi cần phải rút đi, để họ hiểu rằng chúng tôi sẽ không chiến đấu và sẽ không tập trung lực lượng vũ trang của chúng tôi ở đây, ở biên giới với Ukraine, ngoại trừ lực lượng tác chiến đặc biệt, ông Lukashenko giải thích. Tổng thống lưu ý rằng hiện tại không có sự cố nào với Ukraine và bày tỏ hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ sự cố nào. Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh, dù họ có nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ, dù họ có đối phó chúng tôi như thế nào, chúng tôi cũng không phải là kẻ thù của người Ukraine. Theo ông, những sự kiện gần đây đã cho thấy có thể đạt được thỏa thuận. Vào cuối tháng 6, Ủy ban biên giới nhà nước Belarus thông báo rằng họ đang thực hiện các biện pháp bổ sung để bao bọc biên giới với Ukraine do có thông tin về sự hiện diện của các chiến binh thuộc quân đoàn tình nguyện Nga gần biên giới. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng còn phát hiện một kho chứa 2 kg thuốc nổ dẻo và các linh kiện chế tạo bom tự chế. Sau đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Pavel Muraveko nói rằng Minsk đang quan sát hoạt động vô căn cứ và khó hiểu ở khu vực biên giới. Do đó đã triển khai các đơn vị lực lượng đặc biệt tới thành phố Uvruk theo hướng Zhytomyr. Sau đó, chỉ huy quân sự giải thích rằng với lực lượng như vậy, chế độ Kiev có khả năng bão hòa lãnh thổ Belarus với các nhóm phá hoại và trinh sát. Vào ngày 2 tháng 7, Lukashenko thông báo rằng lực lượng không quân và phòng không của đất nước đang trong tình trạng báo động cao. Ngoài ra, lực lượng biên phòng đã được chuyển sang tăng cường an ninh biên giới bang và lực lượng tác chiến đặc biệt cũng được triển khai. Kênh Riba cho biết, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng, khu tập trung của đối phương ở một số khu vực thuộc Ukraine. Tại vùng Kakov, một cuộc tấn công của tên lửa Iskander đã đánh trúng một đoàn tàu chở quân nhân, vũ khí trang bị của Ukraine ở Buda, ở odessa một tên lửa được cho là đã tấn công một vị trí phòng không cũng như tại botava các cuộc tấn công cảm tử bằng máy bay không người lái đã được ghi nhận theo hướng kibyan startuve giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở một số khu vực ở kibyan một cuộc tấn công tên lửa đã đánh trúng một cây cầu ở ngã ba đường sắt trên trục oleskandriska kaliniska các trận tấn công dữ dội đang diễn ra với lực lượng Moskva tiến vào một số khu định cư của thành phố torres ở Adika, các hoạt động tấn công của Nga tiếp tục phát triển sau khi chiếm được Yehenitska. Các trận chiến đã bắt đầu tại Novosilitska 1, lực lượng Moscow đạt được những thành công. Trên hướng Vromitska, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát phần lớn Urohania, trong khi phía bắc Staromyosa giao tranh vẫn tiếp tục. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, gần 150 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Ukrainka Prada đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 13 tháng 7 cho biết 149 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận kể từ đầu ngày. Tình hình vẫn căng thẳng ở hướng Pokos, Adika. Nga cũng đang hoạt động ở hướng Kakov, Liman và Vermika báo cáo có đoạn quân Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine sử dụng 3 tên lửa, 57 cuộc không kích sử dụng 103 bom KAB. Ngoài ra, đối phương đã triển khai 512 UAV cũng như thực hiện hơn 3.200 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kyivyan, Liman, Serverskai, Kramatorsk, Torres Kurakoskai, Vermeska, Nisberg. Đối phương hoạt động tích cực nhất theo hướng Boskot Adika với 37 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine nhưng thất bại và bị tổn thất đáng kể với 227 quân nhân thương vong cùng nhiều phụ khí phương tiện cơ giới bị phá hủy. Ukraine thừa nhận thất thủ ở Urohania. Theo các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine, GRU, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Uruhane ở vùng Donetsk. Báo cáo của Deep State cho hay, hôm nay 13 tháng 7, từ sáng sớm, đối phương đã bắt đầu tấn công ồ ạt vào phía bắc làng, lực lượng Nga đông đảo có thông tin về hai đại đội. Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự tại đây. Các nhà phân tích nói thêm rằng Nga đã tiến gần Alexandrovon, Novoselokka, Beraya cũng như Madika. Giao tranh vẫn tiếp tục ở Selenoye và Klechika. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Malia đã cho biết rằng quân phòng thủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Urohania. Nga bao vây lữ đoàn Ukraine ở Kyivyan. Kênh Military Summary đưa tin, nga ồ ạt tập kích dữ dội bằng bom lượng phá khu vực xung quanh Kyivyan trong 24 giờ qua. Một cây cầu khác, quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Ukraine trong khu vực, cũng bị phá hủy. Cùng lúc đó, lực lượng Moskva được cho là đã phát động một cuộc tấn công vào Sinkika ở đông bắc Kyivyan, theo báo cáo từ phía nga. Lữ đoàn 116 Ukraine đã bị bao vây ở đó. Ngoài ra còn có xác nhận trực quan đầu tiên rằng lực lượng Moscow đang ở phía nam làng Makiska, trong rừng Kemaneya. Một đoạn video được định vị địa lý cho thấy quân Ukraine đã tiến thêm được một km nữa. Theo hướng Torres, quân đội Nga đang mở rộng các cuộc tấn công về phía làng Zalina đã chiếm được những vị trí đầu tiên ở đó. Theo hướng Adika, lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào làng Novoseliska-Pesha, chiếm được các vị trí đầu tiên ở phía bắc và phía đông, họ cũng đang tiếp cận từ phía nam dọc theo cánh đồng ở Urohane. Quân đội Nga đã đạt được bước đột phá. Họ đã chiếm được gần như toàn bộ ngôi làng trong thời gian ngắn sau một cuộc tấn công binh chủng hợp thành với hàng chục xe máy cùng một số xe bọc thép. Kho dầu nga ở vùng Rostov bị UAV Ukraine cho nổ tung. Uranka Prada dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU. Vào đêm ngày 13 tháng 7, một kho dầu của Nga ở quận Tivslansky thuộc vùng Rostov đã bị máy bay không người lái của SBU đốt cháy. Theo nguồn tin, nhiều loại xăng và nhiên liệu diesel khác nhau với tổng khối lượng 12,5 nghìn mét khối đã được lưu trữ tại cơ sở này để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Trong đêm, người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ, sau đó một đám cháy lớn bùng lên. Gần 50 người và 14 thiết bị đã được huy động để dập tắt đám cháy. Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev tuyên bố rằng khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy tại quận Simlaskay, do một cuộc tấn công của UAV, một đám cháy đã bùng phát tại một kho dầu. Tình báo Ukraine tin chắc rằng Nga sẽ lại tấn công từ phía Bắc. Trong cuộc phỏng vấn với NV, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kiri Budanov, tự tin dự đoán rằng trong những tháng tới, Nga sẽ cố gắng tấn công lãnh thổ Ukraine từ phía Bắc. Ông Budanov nói, bạn thấy đấy, đây là một tình huống hơi mang tính giai thoại đối với tôi, bởi vì khi mọi người hét lên trong suốt hai năm rằng sẽ có một cuộc tấn công từ phía Bắc, chúng tôi đã nói với mọi người rằng điều đó sẽ không xảy ra, không có gì xảy ra cả người đứng đầu rru khẳng định một cách dứt khoát và chắc chắn rằng nga sẽ tấn công từ phía bắc nhưng không nói rõ liệu ông đang nói về hướng sami hay chernogot tướng budanov phân trần nếu tôi bắt đầu trả lời câu hỏi này bạn và tôi sẽ chỉ gây ra sự hoảng sợ hãy nói thế này có những vấn đề chúng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn không có thảm họa nhưng không thể nhìn thấy vấn đề tôi đã nói với báo chí phương tây rằng thật không may năm nay tôi sẽ không có nhiều tin vui Điện Kremlin lạnh lùng đáp trả việc ông Biden xúc phạm Tổng thống Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo rằng lời xúc phạm mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không thể chấp nhận được. Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này ở Washington, ông Biden tuyên bố rằng những nỗi sợ hãi lâu đời nhất và sâu sắc nhất ở châu Âu đã sống lại vì một lần nữa một kẻ tàn sát lại xuất hiện, ám chỉ Tổng thống Nga Putin. Biden cho rằng xung đột Ukraine là sự thức tỉnh thô lỗ đối với những người nghĩ rằng thời của NATO đã trôi qua. Bình luận về hội nghị thượng đỉnh NATO và nhận xét của Biden, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, Điện Kremlin coi hành vi của Tổng thống Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được đối với một nguyên thủ quốc gia. Người phát ngôn nói thêm rằng những tuyên bố như vậy không tạo ấn tượng tốt cho nhà lãnh đạo Mỹ và lưu ý rằng Moscow tiếp tục chú ý trực tiếp đến những hành động bộc phát như vậy. Peskov cũng được yêu cầu bình luận về vô số điều hớ hênh cản trở bài phát biểu của Biden trong hội nghị thượng đỉnh NATO, bao gồm cả việc nhầm lẫn giữa Nga và Ukraine, gọi Tổng thống Zelensky của Ukraine là Tổng thống Putin và gọi cựu Tổng thống Donald Trump là Phó Tổng thống Mỹ thay vì là bà Kamala Harris. Người phát ngôn Điện Kremlin nói, Chúng tôi đã chú ý đến thực tế là cả thế giới đã chú ý đến vấn đề này, nhưng ông tuyên bố rằng Moscow không thể đưa ra bình luận nào khác về vấn đề này. Ngoài việc gọi, rõ ràng đây là những cú lỡ lời. Peskov lưu ý rằng, những tranh cãi do việc Biden tiếp tục hớ hênh đều xuất phát từ bối cảnh các cuộc thảo luận chính trị trong nước của Mỹ và rằng đây không phải việc của chúng tôi, đây là vấn đề nội bộ của Mỹ. Những sai lầm lặp đi lặp lại của Biden gần đây đã khiến một số đảng viên đảng Dân Chủ cấp cao và các nhà tài trợ lớn kêu gọi vị Tổng thống cao tuổi rút lui khỏi cuộc đua và nhường chỗ cho một ứng cử viên khác. Mối lo ngại về sức mạnh tinh thần và thể chất của vị Tổng thống 81 tuổi này ngày càng sâu sắc sau cuộc tranh luận của ông với ứng cử viên đang dẫn đầu Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng trước. Trong cuộc tranh luận, Biden tỏ ra gặp khó khăn khi kết thúc câu nói của mình, liên tục nhầm lẫn các từ và nhiều lần mất tập trung suy nghĩ. Tuy nhiên, Biden đã bác bỏ những lo ngại về tuổi tác và suy giảm tinh thần của mình, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua và phục vụ trọn vẹn nhiệm kỳ thứ hai nếu tái đắc cử, đồng thời cho rằng ông là người tốt nhất để đánh bại Trump vào tháng 11. Ukraine giành được thành công quan trọng trong hai cuộc phản công lớn trên tiền tuyến. Theo một đánh giá mới, các lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc phản công cục bộ thành công và có ý nghĩa chiến thuật chống lại quân đội Nga dọc theo hai phần của tiền tuyến. Các binh sĩ của Ukraine đã phản công dọc biên giới khu vực Kharkov phía đông bắc đất nước và xung quanh Kremina, một thành phố do Nga kiểm soát ở vùng Luhansk, phía đông Ukraine, nằm gần biên giới Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ cho biết hôm 11 tháng 7. Đầu tháng 5, Moscow phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kharkov nhanh chóng chiếm được một số ngôi làng bên kia biên giới, bao gồm cả những ngôi làng phía bắc thành phố Kharkov. Đây là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev không thể để mất Kharkov. Quân đội Nga cũng tấn công xa hơn về phía đông dọc biên giới xung quanh thành phố Voschan và Starysia, một khu định cư ngay phía tây nam Voschan. Các quan chức Ukraine cảnh báo rằng Nga hy vọng sẽ chia cắt nguồn lực khan hiếm của Kiev, rút binh lính và trang thiết bị từ các khu vực khác của chiến tuyến, Ukraine cho biết ngay sau khi cuộc tấn công bắt đầu rằng họ đã ngăn chặn bước tiến của Nga trong khi báo cáo các cuộc tấn công tăng cường từ Moscow ở phía đông đất nước. ISW cho biết Ukraine đã phản công dọc biên giới Kharkov và xung quanh Kremina trong khoảng 2 tháng. Viện nghiên cứu cho biết Nga đã rút các đơn vị lực lượng khỏi các khu vực khác của Ukraine. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các lực lượng Nga đã bắt đầu cảm thấy áp lực từ các cuộc phản công của Ukraine. ISW trước đó cho biết Ukraine đã chiếm lại các vị trí ở phía bắc thành phố Kharkov, trong khi nga vẫn đang giành được những thắng lợi chậm nhưng ổn định ở phía đông nga gần đây đã tiến một chút về phía tây bắc crimea trong khi tấn công từ thành phố Kupian của kharkov đến svatove một thành phố luhansk ở phía bắc crimea tổ chức tư vấn cho biết isw cho biết viện trợ quân sự của phương tây đã có tác động quyết định đến khả năng tiến hành các cuộc phản công mạnh mẽ và có tổ chức hơn của kiev ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ an ninh từ những người ủng hộ quốc tế đặc biệt là mỹ để thúc đẩy nỗ lực chiến tranh của mình vào cuối tháng 4, Hạ viện Hoa Kỳ đã phê duyệt hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine sau nhiều tháng trì hoãn và đấu đá chính trị nội bộ. Trong thời gian quốc hội trì hoãn cấp phép viện trợ, lực lượng Ukraine đã phải vật lộn để duy trì nguồn cung các tài sản quan trọng như đạn dược và tên lửa phòng không. Chuyên gia Nga triển khai tên lửa Mỹ ở Đức có thể trăm ngồi thế chiến ba. Chuyên gia Nga nhận định kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ tới Đức có thể dẫn đến thế chiến ba. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Hôm qua có tin Mỹ và Đức đã ký một thỏa thuận tiếp tục triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tới Đức bắt đầu từ năm 2026. Andrei Romiko, giám đốc Viện Khoa học châu Âu thuộc Viện Hàng lâm Khoa học Nga, cho biết hôm ngày 11 tháng 7. Nếu điều này xảy ra, các nước ở châu Âu sẽ lùi một bước về nửa đầu những năm 1980 và tình hình ở châu Âu có thể sẽ đẩy thế giới đến bờ vực của Thế chiến 3, ông Romiko cảnh báo. Chuyên gia Romico cũng lưu ý rằng các nhà nghiên cứu chính trị gia và nhà ngoại giao còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết vấn đề lâu dài về chiến tranh và hòa bình. Trong tuyên bố chung ngày 10 tháng 7, chính phủ Mỹ và Đức tuyên bố Mỹ sẽ bố trí tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026. Những loại vũ khí này, bao gồm hệ thống SM-6 và Tomahawk, đã bị cấm ở châu Âu cho đến khi Washington rút khỏi một hiệp ước mang tính bước ngoặt từ thời chiến tranh lạnh vào năm 2019. Theo tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai từng đợt vũ khí tầm xa của lực lượng đặc nhiệm ở Đức vào năm 2026 như một phần trong kế hoạch duy trì hoạt động của các vũ khí này trong tương lai. Các hệ thống vũ khí được triển khai tới Đức sẽ bao gồm tên lửa phòng không SM-6 có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 2.500 km. Nhà Trắng cho biết vũ khí siêu vực âm đang phát triển cũng sẽ được đặt ở Đức và sẽ có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các vũ khí trên đất liền hiện nay ở châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo kế hoạch của Mỹ sẽ làm tăng khả năng xảy ra một cuộc chạy đua tên lửa và có thể dẫn đến leo thang căng thẳng không kiểm soát. Ông cho rằng với việc triển khai vũ khí của Mỹ ở Đức, Washington và Berlin đang ném tiền qua cửa sổ ông ryakov tuyên bố nga không có lý do gì để lo lắng về kịch bản này vì giới chức nga từng dự đoán điều này sắp xảy ra và đã chuẩn bị sẵn sàng theo ông mỹ và nato không thay đổi chính sách gây hấn nhưng nga không bị đe dọa và sẽ luôn tìm cách đáp trả những hành động như vậy thứ trưởng ngoại giao nga tiếp tục nói rằng mỹ sẽ không thể kéo moscow vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém hoặc khiến nga giải giáp vũ khí để gây bất lợi cho chính mình Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết phản ứng của Nga đối với việc triển khai tên lửa của Mỹ ở Đức sẽ rất cứng rắn. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra bởi vì phản ứng của Nga sẽ khắc nghiệt và tương xứng. Điều này đơn giản là không thể chấp nhận được. Nếu chúng tôi nêu ra tất cả các tài liệu thời hậu chiến, Đức không có quyền tiếp nhận các loại vũ khí này theo các thỏa thuận đã ký kết, quan chức Nga tuyên bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zararova nói trên kênh truyền hình Russia24 rằng việc công bố kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ ở Đức nhằm bảo vệ danh tiếng của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Washington đang thực hiện một loạt biện pháp để cứu ứng cử viên đảng Dân Chủ sau thất bại trong cuộc tranh luận của ông. Tất cả những điều này được thực hiện nhằm phân nâu đó, khiến công chúng sao lãng khỏi vấn đề mà Mỹ đang phải đối mặt, bà Zararova nói. Bộ Quốc phòng Trung Quốc bình luận về cuộc tập trận chung với Nga. Theo TASS, ngày 12 tháng 7, phát ngôn viên chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cho biết cuộc tập trận chung giữa quân đội Nga và Trung Quốc mang tên Hợp tác Hàng hải 2024 thể hiện quyết tâm hợp tác cùng nhau nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh. Ông Hiểu Cương cho biết cuộc tập trận đang diễn ra dự kiến kéo dài đến khoảng giữa tháng 7 nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng của quân đội hai bên trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Theo một quan chức quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận Trung sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga. Cuộc tập trận bắt đầu vào nửa đầu tháng 7 ở vùng biển và vùng trời gần thành phố Trạm Giang ở miền Nam Trung Quốc. Nhóm Hải quân Trung Nga Trung theo kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm và phòng cung, cũng như thực hành các biện pháp tìm kiếm và cứu hộ trên biển trong tuần tra chung. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 11 tháng 7 cáo buộc Trung Quốc đang cố gắng tiến gần hơn tới biên giới của Liên minh sau khi nước này tập trận chung với Belarus. Theo ông Stoltenberg, các cuộc tập trận giữa Belarus và Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đang tiến gần hơn bao giờ hết đến NATO ở châu Âu, cũng như ở châu Phi, Bắc Cực và các nơi khác tiết lộ kế hoạch đáng sợ của Mỹ để hạ gục Nga. Theo nghị sĩ AFD Smith, việc Mỹ mong muốn triển khai tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Đức từ năm 2026 cho thấy Washington có ý định sử dụng Đức làm bàn đạp để leo thang hơn nữa, chống lại Liên bang Nga. Đảng thay thế cho Đức AFD sẽ can thiệp vào các kế hoạch đó. Trước đó, châu Âu cho biết vào năm 2026, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai các hệ thống tấn công tầm xa ở Đức hệ thống này sẽ vượt trội đáng kể so với các loại súng hiện có người phát ngôn điện kremlin pescot cho rằng quyết định về vũ khí tầm xa của đức sẽ dẫn đến chiến tranh lạnh smith nói đây là một đợt leo thang khác và đối đầu mỹ nga thông qua việc sử dụng đức làm bàn đạp ông nhớ lại rằng bundestat hiện đang trong kỳ nghỉ hè nhưng sau đó afd sẽ rất nghiêm túc cố gắng ngăn chặn những kế hoạch như vậy ở cấp liên bang và trong phe phái trong quốc hội đức điều này hoàn toàn không phù hợp với chúng tôi vì đảng của chúng tôi luôn ủng hộ sự chung sống hòa bình trên lục địa châu âu ủng hộ việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài khỏi lãnh thổ của chúng tôi và để chúng tôi có thể đảm bảo an ninh của chính mình leo thang mâu thuẫn với tất cả các nguyên tắc chương trình của chúng tôi smith nhấn mạnh ông giải thích rằng chính phủ có thể thực hiện các biện pháp như vậy mà không cần sự chấp thuận nhưng ngay cả khi kế hoạch triển khai tên lửa được đệ trình lên Ủy ban Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại của Quốc hội Đức, những người phản đối sáng kiến này hiện chỉ là thiểu số trong Bundestag. Trong phe phương Tây bây giờ, ngoại trừ Thủ tướng Viktor Orbán, tôi không thấy bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm giảm leo thang, nhưng còn quá sớm để đoán những kế hoạch này sẽ được thực hiện theo nhịp độ của Liên minh mới vào năm 2025 như thế nào, ông thêm. AFD đã giành được 15,9% trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua, đứng thứ hai và đánh bại đảng Dân chủ xã hội. Trong số những điều khác, đảng ủng hộ việc hạn chế di cư và giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine. Nga định ám sát CEO các công ty sản xuất vũ khí cho Ukraine Tình báo Mỹ phát hiện Nga định ám sát lãnh đạo nhiều công ty quốc phòng châu Âu đang sản xuất đạn dược và vũ khí cho Ukraine, Song điện Kremlin chưa lên tiếng. Ngày 11 tháng 7, đài CNN của Mỹ loan tin Nga đã lên kế hoạch ám sát ông Armin Bakberger, giám đốc điều hành CEO của nhà sản xuất vũ khí Shehemento có trụ sở tại Đức. Shehemento tập đoàn chuyên cung cấp vũ khí cho Ukraine. Dẫn lời năm quan chức Mỹ và phương Tây giấu tên, CNN cho biết âm mưu này được phát hiện vào đầu năm nay. Ông Papager đã gắn bó với Regimento trong 34 năm, trong đó có hơn 11 năm làm CEO của tập đoàn đang sản xuất đạn pháo và phương tiện quân sự cho Ukraine. Cũng theo CNN, Mỹ được cho là đã thông báo với Đức để các cơ quan an ninh của nước này có thể bảo vệ ông Papager. Báo New York Times cũng đưa tin tương tự, nhưng trích dẫn từ nhiều quan chức phương tây. Trong khi tờ Financial Times của Anh dẫn nguồn tin là các nhà ngoại giao NATO, Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối bình luận về thông tin trên khi được hỏi trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chính phủ Đức nhận thức rất rõ về nhiều mối đe dọa mà họ phải đối mặt. Trong một tuyên bố khác, Schirrmenato nhấn mạnh các biện pháp cần thiết luôn được thực hiện thông qua sự tham vấn thường xuyên với các cơ quan an ninh Đức. Đại sứ quán Nga ở Mỹ và Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Trihemento là một trong những nhà sản xuất đạn pháo và đạn xe tăng lớn nhất thế giới. Tập đoàn này bắt đầu tăng cường sản xuất sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 2022. Vào tháng 5 năm 2023, Shihemento cho biết đã thành lập một liên danh với tập đoàn nhà nước Ukraine Ugro-Boro-From để chế tạo và sửa chữa xe tăng ở Ukraine. Vào tháng 2 vừa qua, Shihemento thông báo tiếp tục kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo Moscow sẽ trả đũa bằng cách tấn công bất kỳ cơ sở nào mà Shihemento thiết lập ở Ukraine. Nhắm vào loạt CEO Tập đoàn Quốc phòng châu Âu theo CNN, việc nhắm vào CEO Rehamento chỉ là một trong hàng loạt kế hoạch của Nga nhằm ám sát lãnh đạo các công ty trong ngành quốc phòng trên khắp châu Âu. Một nguồn tin Nam hiểu vấn đề cho biết, tập đoàn Leonardo của Ý không có kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh cho các CEO của mình. Tuần trước, tập đoàn này vừa thành lập liên minh với Rheinmetall để sản xuất xe tăng. Khi được hỏi về bản tin của CNN tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông đã chứng kiến một chiến dịch bao gồm các hành động thù địch của Nga chống lại khối này. Ông cảnh báo việc này chỉ dẫn đến việc các đồng minh tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức và Cơ quan Tình báo Nội địa Đức từ chối bình luận các thông tin trên CNN. Người phát ngôn của tập đoàn Sáp Thị Điển cũng từ chối bình luận, song nói rằng với tư cách là một công ty quốc phòng, Sáp luôn có sự chuẩn bị và các hoạt động thường xuyên để bảo vệ doanh nghiệp cùng nhân viên. Tên lửa Iskander trúng 10 chuyên gia nước ngoài, Mỹ lộ con át chủ bài Tên lửa Iskander Nga nã vào các mục tiêu Ukraine đánh trúng 10 chuyên gia nước ngoài trong một phút. Tổng thống Biden lộ con át chủ bài của mình để đánh bại toàn bộ lực lượng không quân Nga. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và đầu năm 2023, với sự giúp đỡ của các nước phương Tây, Kyiv đã vạch ra hàng loạt kế hoạch phản công, nhưng thời kỳ tốt đẹp đó không kéo dài được lâu, chỉ trong vòng 18 tháng, vũ khí và trang bị cũng như năng lực kỹ chiến thuật của quân đội Nga đã được cải thiện nhanh chóng, đẩy quân đội Ukraine vào thế bị động. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, chỉ riêng nửa đầu năm 2024, số lượng thương vong của quân đội Ukraine đã lên tới 111.000 người và quân đội Nga đã kiểm soát thêm ít nhất 880 km vuông lãnh thổ Ukraine. Quân đội Nga thể hiện khả năng tấn công chính xác cực kỳ mạnh mẽ trong cuộc đối đầu này để làm chậm tốc độ tấn công của nga ukraina với sự hỗ trợ của các nước phương tây đã sử dụng số lượng lớn vũ khí tấn công tầm xa và tấn công vào các mục tiêu ở nga bao gồm kho dầu kho vũ khí chạm radar và các mục tiêu có tính chiến lược khác tất nhiên nga sẽ không chịu ngồi im chịu đánh khi gần đây quân đội nga đã tiến hành các cuộc tấn công liên tiếp và nhiều mục tiêu quan trọng ở trên khắp lãnh thổ ukraina bao gồm các trung tâm chỉ huy và nhiều cơ sở quân sự Bộ Quốc phòng nga ngày 8 tháng 7 thông báo họ đã sử dụng thành công tên lửa tầm xa để phá hủy ba hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của quân đội Ukraine và tiêu diệt 10 chuyên gia bảo trì nước ngoài trong cuộc tấn công. Đoạn video được công bố chính thức chỉ dài 1 phút 45 giây. Trong video, tên lửa bắn thẳng vào mục tiêu khi những tia lửa rực rỡ bùng lên, ba hệ thống HIMARS bị tiêu diệt. Kế hoạch tấn công của nga nhanh chóng gây chấn động các nước phương tây, dư luận bắt đầu lên án mạnh mẽ nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cùng ngày đăng thông điệp trên mạng xã hội, cáo buộc quân đội Nga phóng hơn 40 tên lửa không chỉ gây thiệt hại cho các cơ sở quân sự mà còn tấn công cơ sở hạ tầng trong thành phố. Một trong những bệnh viện nhi đồng đã bị hư hại nghiêm trọng và hiện chưa rõ số người thương vong. Tuy nhiên, Nga không đồng tình với tuyên bố của Kyiv, cho rằng quân đội Nga không tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường mà chỉ tấn công các mục tiêu có tiềm lực quân sự cao các tòa nhà dân cư và bệnh viện bị hư hại là do tên lửa phòng không phóng ở Kiev rơi xuống và không liên quan gì đến tên lửa Nga. Xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine không còn là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Các hành động quân sự của Nga đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây, khiến Mỹ và NATO không chỉ cung cấp một lượng lớn hỗ trợ kinh tế cho Ukraine, mà còn hỗ trợ một số lượng lớn vũ khí tiên tiến để giúp quân đội Ukraine phản công. Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Cavalli cho biết, Tỷ lệ hỏa lực hiện nay giữa Nga và Ukraine trên chiến trường đã lên tới 5 trên 1, nghĩa là cứ mỗi quả đạn pháo do Ukraine bắn ra, Nga sẽ bắn trả bằng 5 quả đạn pháo, chỉ trong vài tuần nữa. Tỷ lệ này sẽ sớm tăng lên 10 trên 1. Dù Mỹ và NATO đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí, nhưng họ vẫn không thể thay đổi được cục diện chiến trường hiện nay. Lý do đầu tiên là quân đội Nga có nguồn phương thức tấn công vô tận, từ nhiều loại tên lửa cho đến UAV và các loại bom lượn có điều khiển những vũ khí này gây ra mối đe dọa lớn cho hệ thống phòng không của ukraina thứ hai mặc dù hệ thống phòng không mà ukraina hiện sở hữu rất mạnh nhưng hiệu quả của nó trên chiến trường là không khả quan do các hệ thống radar trinh sát và radar hỏa lực của các tiểu đoàn tên lửa phòng không không thể bật liên tục để tiến hành trinh sát mục tiêu mà phần lớn là ở chế độ im lặng do vậy nhiều lần các hệ thống phòng không của ukraina đã bị uav và tên lửa hành trình của nga tấn công khi đang ở chế độ nghỉ ngơi rõ ràng việc đánh chặn hoàn toàn tên lửa nga là không thực tế do vậy để thực sự kiềm chế cuộc tấn công trên bầu trời của quân đội nga ukraina phải có một lực lượng không quân hùng mạnh có thể được triển khai để bảo vệ không phận bất cứ lúc nào tức là phải ở chế độ bay tuần tra theo khu vực Mặc dù Mỹ cũng quan tâm đến việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhưng rõ ràng ở giai đoạn này, Ukraine đơn giản là không thể tổ chức một lực lượng không quân có hiệu quả chiến đấu và đương nhiên không thể sánh được với không quân Nga. Tin vui đến với Ukraine, vào ngày 9 tháng 7 đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Biden đã tuyên bố tại cuộc họp thượng đỉnh rằng các nước phương Tây sẽ hỗ trợ hàng chục hệ thống phòng không cho Ukraine, trong đó có hệ thống Patriot mà Ukraine mong đợi. Đến năm 2025, Ukraine sẽ nhận được hàng trăm đạn tên lửa Patriot tầm xa. Mỹ đã chi rất nhiều tiền để hỗ trợ Ukraine và có ý đồ lớn nhằm hạ bệ Nga. Đánh giá từ tuyên bố của NATO, các nước phương Tây sẽ phân bổ thêm 1 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. NATO thậm chí còn muốn sắp nhập Kiev và hệ thống phòng không tích hợp, đây chắc chắn là một khoản chi phí bổ sung. Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ ra rằng NATO chắc chắn đang đùa với lửa khi không có từ nào liên quan đến hòa bình trong tuyên bố này. Các nước phương Tây đang dần vượt qua điểm mấu chốt của chính mình, thậm chí còn có những nghi ngờ rằng họ đang chuẩn bị tự mình chấm dứt nó. Nga hạ hàng loạt tổ hợp hai bắp tối tân của Ukraine hé lộ chìa khóa bí mật Nga đã có chìa khóa bí mật cho các cuộc tấn công chính xác để phá hủy ba hệ thống pháo phản lực hai mắt của Ukraine chỉ trong vòng một ngày, ba bệ phóng tên lửa hai mắt bị phá hủy trong một ngày. Trong bối cảnh số lượng lớn vũ khí do Mỹ và phương Tây cung cấp được Kiev sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, thì Moscow cũng không chịu ngồi yên. Họ bắt đầu thực hiện những cuộc tấn công chính xác mang tính hủy diệt nhằm đánh phủ đầu và trả đũa. Các nguồn tin Nga cho rằng có không ít nhân viên vận hành các hệ thống vũ khí hiện đại này là quân nhân Mỹ và phương Tây ở Ukraine, thế nên động thái có tính răng đe cao nhất chính là vô hiệu hóa nguồn nhân lực của họ trên chiến trường. Số lượng thương vong lớn có thể sẽ gây sự bất mãn trong nội bộ những nước này và lăn sóng phản chiến. Trước khi chuyên gia nước ngoài đích thân hướng dẫn Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga, thì Moscow rất thận trọng trong việc tấn công các cố vấn quân sự phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 6 thông báo, lực lượng không quân vũ trụ nước này đã phá hủy ba bệ phóng tên lửa hai mắt trong ngày trước đó. Đây là cuộc tấn công có chủ đích nhằm mục tiêu tối đa hóa việc loại bỏ những vũ khí tối tân được phương Tây hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của quân đội Nga đều tập trung vào chuyên gia quân sự nước ngoài. Dù Mỹ và phương Tây đã huấn luyện chuyên môn cho binh sĩ Ukraine, nhưng những khóa huấn luyện này chưa thể giúp họ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị hiện đại các bệ phóng tên lửa hai mắt, tên lửa phòng không Patriot, hệ thống tên lửa chiến thực atac ms đều yêu cầu các chuyên gia quân sự trình độ cao của phương Tây vận hành và sử dụng để đạt được hiệu quả tối đa. Trong cuộc tập kết này, Nga đã dùng nhiều loại vũ khí như máy bay chiến đấu, UAV, pháo binh, tên lửa và sử dụng chiến thuật tấn công tổng hợp. Thông tin trinh sát về tinh do Nga tiết lộ cho thấy trong cuộc tấn công, ba bệ phóng tên lửa hai đã bị phá hủy, nhiều cố vấn quân sự chuyên nghiệp của Mỹ và phương Tây bị thổi bay tại chỗ. Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác đã cử một số lượng lớn các cố vấn quân sự tới Ukraine theo kiểu lính tình nguyện. Nhiều người trong số họ là chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư thiết bị, một số lượng lớn binh sĩ chuyên môn kỹ thuật và sĩ quan chỉ huy. Việc lực lượng đặc nhiệm Anh tham gia hoạt động tiền tuyến ở Ukraine không còn là bí mật. Quân đội Nga đã nhiều lần đối mặt và vô hiệu hóa những chiến binh Anh ở mặt trận. Trước đó, trong vụ Ukraine tấn công Crimea bằng tên lửa Atak-MS, Nga đã cáo buộc có bàn tay của Mỹ tham gia vũ khí phương tây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của ukraine mỹ và phương tây đã cung cấp cho kiev nhiều vũ khí trang bị tiên tiến đây cũng là tài sản lớn nhất của ukraine để đương đầu với nga tuy nhiên số lượng lớn trang bị phương tây với nhiều mẫu mã khác nhau cũng là điểm yếu lớn nhất của ukraine họ đã quen sử dụng vũ khí liên xô và nước này không có khả năng hỗ trợ nhiều chủng loại vũ khí khí tài khác hệ nên cũng khó có thể nhanh chóng sử dụng thành thạo để nâng cao hiệu quả và tối đa hóa sức mạnh tấn công của vũ khí trang bị mỹ và phương tây đã phải cử một số lượng lớn kỹ thuật viên chuyên nghiệp và quân nhân vào ukraine để hướng dẫn sử dụng và thậm chí là trực tiếp vận hành sự xuất hiện quy mô lớn của quân nhân và nhân viên kỹ thuật phương tây ở chiến trường cũng tạo cơ hội cho quân đội nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác ukraine đã mất đi ưu thế về không quân và hoàn toàn không có khả năng phòng thủ tương ứng không thể đảm bảo an toàn cho lực lượng cố vấn nước ngoài Cách đây không lâu, quân đội Nga đã phá hủy một kho đạn của NATO trong một cuộc tấn công và kiến một lượng lớn binh sĩ nước ngoài thiệt mạng. Theo thông tin chiến trường do quân đội Nga công bố, hơn 8.000 lính tình nguyện, cố vấn quân sự phương Tây đã bị thương hoặc thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu. Nga có chìa khóa bí mật để tấn công chính xác. Mỹ và phương Tây đang phải đối mặt với những rắc rối lớn hơn trong việc can thiệp sâu vào cuộc xung đột một ví dụ điển hình là quân đội nga đã phá hủy ba bệ phóng tên lửa hai mắt trong một ngày và được cho là loại khỏi vòng chiến nhiều cố vấn quân sự phương tây hầu hết là nhân viên chuyên môn kỹ thuật của quân đội mỹ quân đội nga đã nhắm mục tiêu chính là các cố vấn quân sự và kỹ thuật viên chuyên nghiệp phương tây moscow đã nhiều lần nói rằng nhân viên quân sự và thiết bị quân sự của phương tây sẽ là mục tiêu hợp pháp của nga khi họ vào lãnh thổ ukraine có thể trước đây Nga bị kiềm chế, nhưng hiện tại họ không còn quá nhiều lo lắng nữa. Để nắm bắt chính xác thông tin tình báo chiến trường, Nga đã phóng 4 vệ tinh trinh sát và điều chỉnh các vệ tinh trên quỹ đạo trước đó để đảm bảo soi rõ toàn diện Ukraine. Đồng thời, Nga đã đầu tư một lượng lớn UAV để tiến hành trinh sát liên tục 24 giờ trên chiến trường Ukraine. Máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không A-50U của Nga cũng không ngừng xuất kích. Nhờ nâng cao toàn diện năng lực trinh sát, quân đội Nga đã dần dần cải thiện đáng kể thông tin tình báo chính xác về tình hình chiến trường trong thời gian thực. Đây cũng là lý do cơ bản khiến họ tấn công tốt hơn, nên nhờ hai mắt có khả năng bắn và chạy cực nhanh, không dễ để săn diện được chúng. NATO, căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ngày 10 tháng 7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo một căn cứ phòng không mới của Mỹ ở miền Bắc Ba Lan đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo hãng tin reuters căn cứ nói trên được xây dựng nhằm phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo là một phần trong lá chắn tên lửa rộng hơn của liên minh quân sự nato phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh nato tại washington tổng thư ký nato jens stoltenberg đánh giá việc căn cứ vào trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ là một bước quan trọng đối với an ninh xuyên đại tây dương trước mối đe dọa ngày càng gia tăng do tên lửa đạn đạo gây ra là một liên minh phòng thủ chúng ta không thể phớt lờ mối đe dọa đó Phòng thủ tên lửa là một yếu tố thiết yếu đối với nhiệm vụ phòng thủ tập thể cốt lõi của NATO. Ông nói, đồng thời lưu ý tên lửa đạn đạo đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông. Trên trang web của mình, NATO ngày 10 tháng 7 cho biết địa điểm phòng thủ tên lửa đạn đạo mới này của Mỹ, nằm tại Rzeszow, Ba Lan, hiện đã đi vào hoạt động và sẵn sàng bảo vệ liên minh. Được gọi là Aegis Ashore, địa điểm này là một phần trong lá chắn tên lửa lớn hơn của NATO và được thiết kế để phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay. NATO thông tin được biết mục đích của lá chắn phòng thủ tên lửa của liên minh quân sự nato là bảo vệ công dân lãnh thổ và các lực lượng châu âu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo các thành phần quan trọng khác của lá chắn bao gồm một địa điểm axit aso thứ hai ở romania các tàu khu trục của hải quân mỹ đóng tại cảng rota của tây ban nha và một radar cảnh báo sớm đặt tại thị trấn kurexit của thổ nhĩ kỳ NATO cho biết Aziz Azor hoàn toàn mang tính phòng thủ, khoảng 200 quân nhân đồn trú tại hai địa điểm đánh chặn ở Ba Lan và Romania, trong đó căn cứ tại thị trấn Deveselu của Romania đã hoạt động từ năm 2016. Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Ukraine nhận thêm nhiều viện trợ. Hội nghị Thượng đỉnh NATO hôm qua 11 tháng 7 đã bế mạc sau 3 ngày họp. Mặc dù chưa thể trở thành thành viên của Liên minh quân sự này, nhưng Ukraine tiếp tục nhận được những cam kết của lãnh đạo NATO trong việc chuyển giao những khoản hỗ trợ quân sự tiếp theo trong thời gian tới. Trước khi kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO, trong đó có nhóm liên lạc Ukraine đứng đầu là Mỹ, đã có buổi lễ công bố ký kết hỗ trợ dành cho Ukraine. Theo đó, các thành viên NATO đã đưa ra tuyên bố ủng hộ Ukraine cả về trung và dài hạn tại hội nghị thượng đỉnh, đồng thời cam kết gói viện trợ bổ sung quân sự cơ bản tối thiểu là 40 tỷ euro cho Ukraine trong năm tới, cũng như ủng hộ con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên NATO. Một số nước đã đưa ra thêm thông báo về viện trợ quân sự ngay lập tức, bao gồm các khoản hỗ trợ phòng không quan trọng cho Ukraine, trong khi một số nước khác bao gồm 20 quốc gia cũng đã ký riêng các thỏa thuận an ninh song phương với quốc gia Đông Âu này. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, sự hỗ trợ này sẽ khiến Ukraine mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn tất cả sự hỗ trợ này sẽ làm cho ukraine mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn trên thực tế tất cả những gì chúng tôi đang làm bao gồm cả mệnh lệnh cam kết viện trợ quân sự nhiều hơn nhiều thỏa thuận an ninh hơn và khả năng tương tác được cải thiện đã tạo nền tảng cho ukraine các đồng minh đã đồng ý rằng khi ukraine tiếp tục những cải cách cần thiết chúng tôi sẽ hỗ trợ nước này trên con đường trở thành thành viên Ngoài cam kết của các nước đồng minh NATO, trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục nhận được cam kết của người đứng đầu Nhà Trắng về gói an ninh mới cho Kiev sẽ được công bố trong thời gian tới. Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định, Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Ukraine và hỗ trợ nước này. Tôi sẽ tiếp tục công bố gói hệ thống an ninh mới cho Ukraine. Đây sẽ là gói thứ 8 mà tôi đã ủy quyền kể từ khi chúng tôi ký dự luật an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng sẽ công bố chi tiết về gói hỗ trợ này. Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh NATO để đảm bảo rằng Ukraine sẽ sử dụng máy bay F16 vào mùa hè này và chúng tôi sẽ cho thế giới thấy rằng chúng tôi sát cánh cùng Ukraine cả bây giờ và trong tương lai. Trước đó, ngay trong ngày khai mạc hội nghị, Mỹ và ít nhất 9 quốc gia thành viên NATO đã đồng ý gửi hàng chục hệ thống phòng không cho Ukraine trong vài tháng tới. Khoản đóng góp quân sự bao gồm ít nhất 4 tổ hợp tên lửa Patriot là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine củng cố hệ thống phòng không. Theo đánh giá của giới phân tích, dù chưa đạt được mục tiêu cao nhất tại hội nghị thượng đỉnh lần này, đó là nhận được lời mời rõ ràng về việc nước này gia nhập liên minh trong tương lai gần, song điều mà Ukraine nhận được là nhiều khoản cam kết viện trợ hơn từ NATO. Về phía Nga, giới chức Nga đã có phản ứng gay gắt ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc trong một tuyên bố, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tuyên bố chung của các lãnh đạo tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các động thái của tổ chức này tại hội nghị thượng đỉnh của khối cho thấy phương Tây không ủng hộ đối thoại và bản thân liên minh này là một công cụ đối đầu. Những hành động hỗ trợ quân sự của NATO cho Ukraine sẽ đòi hỏi một phản ứng thận trọng, phối hợp và hiệu quả từ Nga để kiềm chế khối quân sự này. Dụ tin thủ tướng Ukraine sắp bị miễn nhiệm, lộ diện ứng viên thay thế Bà Julia Svridenko, phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng kinh tế Ukraine là ứng viên duy nhất được cho là có khả năng thay thế thủ tướng đương nhiệm Denis Shmyha. Trước đó vào đầu tháng 7, các nguồn tin thân cận cho biết, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thất vọng với thủ tướng Denis Shmyha và có khả năng sẽ miễn nhiệm ông. Theo nguồn tin này, ông Zelensky liên tục muốn có những giải pháp và đề xuất sáng tạo, trong khi đó Thủ tướng Shimiha dù đã dày dặn kinh nghiệm hơn trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu. Ông Andriy Yemak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, được cho là đánh giá cao bà Sviridenko. Ông Yemak thường làm theo lời Tổng thống, vì vậy rất có thể Tổng thống cũng ủng hộ bà Sviridenko. Nguồn tin của Prada tiết lộ ngày 10 tháng 7 trước khi trở thành Bộ trưởng Kinh tế, bà Sviridenko từng giữ chức phó tránh văn phòng Tổng thống. Nữ phó thủ tướng này đã thắp tùng đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska trong các chuyến công du nước ngoài. Hai người có mối quan hệ thân thiết và có quan điểm chung về nhiều vấn đề. Một yếu tố khác khiến bà Siviridenko được ưu ái là sự hợp tác của bà với các nhà tài trợ nước ngoài quan trọng. Họ đánh giá bà Siviridenko là một người minh bạch và chưa từng liên quan đến bất kỳ vụ án tham nhũng nào. Tuy nhiên, nguồn tin của Prada chỉ ra rằng nhiều thành viên trong chính phủ Ukraine và đảng đầy tớ của nhân dân không coi bà Sivirenko là một ứng viên nặng ký. Nga tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình mới về Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Lagojin tuyên bố Moscow không chấp nhận tối hậu thư và sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh mới về Ukraine. Chúng tôi biết ý định của Kiev và các cố vấn phương Tây là tự phục hồi sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình thất bại ở Buchenstock, Thụy Sĩ hồi giữa tháng 6 năm nay và đang cố gắng tổ chức một sự kiện tương tự, Đài Sputnik dẫn tuyên bố của ông Galuzin. Địa điểm cụ thể chưa được xác định, tuy nhiên, địa lý không có tầm quan trọng cơ bản. Điều quan trọng hơn là nội dung, trong đó mọi thứ đều cực kỳ rõ ràng, ông Galuzin nói thêm. Ông Galuzin cho biết, Nga đã được thông tin rằng Kiev hy vọng đạt được tối hậu thư từ công chức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời cũng nhận thấy sự coi thường có chủ ý đối với các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi không chấp nhận những tối hậu thư đó và sẽ không tham gia vào những hội nghị thượng đỉnh như vậy, ông Galuzin nói. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine kéo dài 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 6 tại Thụy Điển, đã kết thúc với kết quả không như mong đợi. Hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế đã cùng họp nhóm tại khu nghỉ dưỡng Ven Hồ gần thành phố Luzon để kêu gọi ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Zelensky vạch ra lần đầu vào cuối năm 2022. Trung Quốc từ chối tham dự hội nghị và một số quốc gia có ảnh hưởng bên ngoài phương Tây từ chối ký vào tuyên bố chung, bao gồm Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và Saudi Arabia, Iraq và Jordan đã yêu cầu rút chữ ký ngay ngày hôm sau. Tên lửa phòng không S-350 nga bắn hạ 12 mục tiêu không cần đến con người. Bộ quốc phòng nga cho biết, nhờ phối hợp với các đơn vị phòng không, tên lửa S-350 đã đánh chặn 12 mục tiêu trên không chỉ trong một lần khai hỏa. Spunik dẫn lời chỉ huy đơn vị phòng không nga Yu cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vitya tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã bắn hạ thành công 12 tên lửa HIMARS cùng một lúc trong nhiệm vụ gần đây. Trong một nhiệm vụ gần đây, chúng tôi đã phải đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa HIMARS của đối phương, dù số lượng mục tiêu lên đến 16, nhưng hệ thống S350 đã hoạt động hiệu quả trong việc ngăn chặn các mối đe dọa, chỉ huy Nga cho biết. Cũng theo chỉ huy trên, đây là lần đầu tiên tên lửa S350 tham gia một nhiệm vụ phòng không như vậy. Trong trận đánh trên, các hệ thống S350 phát hiện các mối đe dọa trên từ khoảng cách 90 km và đánh chặn toàn bộ 12 mục tiêu ở khoảng cách 70 km tính từ vị trí trận địa. Điều tạo nên hiệu quả của S350 chính là đầu đạn tự dẫn của tên lửa, giúp dễ dàng bắn trúng mục tiêu khi di chuyển mà không cần chúng tôi can thiệp. Chỉ huy Nga nói thêm, S350 VITA là hệ thống phòng không di động hàng đầu của Nga được chế tạo để đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Một tổ hợp chiến đấu VTA gồm một xe chỉ huy điều khiển 50K6E, một hai xe radar chức năng 50N6E và một đến 8 xe mang phóng tự hành 50P6E, mỗi xe mang tới 12 tên lửa được trang bị công nghệ radar và điện tử tiên tiến. Hệ thống phòng không này có thể xác định chính xác mục tiêu, tấn công nhiều mối đe dọa cùng lúc bằng tên lửa dẫn đường chính xác. Số lượng mục tiêu có thể bắn trúng đồng thời tối đa là 16, mục tiêu đạn đạo là 12, tầm bắn tối đa là 70 km, độ cao là 30.000 m, thời gian triển khai hệ thống vào vị trí chiến đấu là 5 phút. Hệ thống phòng không Vita-A có khả năng hoạt động ở chế độ tự động, trong đó kiếp chiến đấu đảm bảo việc triển khai hệ thống phòng không và kiểm soát các hoạt động của hệ thống. Vào tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Maturov từng nói Sputnik rằng tên lửa S-350 Vita A đã đánh chặn thành công nhiều mục tiêu bằng chế độ tự động khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Cũng theo ông Maturov, S-350 là hệ thống phòng không đầu tiên trên thế giới, được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép hệ thống tự theo dõi và tấn công mục tiêu không cần đến con người. Bộ trưởng Maturov cho biết thêm, hiện chỉ trên thế giới có các hệ thống phòng không của Nga mới có khả năng tiêu diệt tên lửa siêu thanh cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại